tôi sẽ kể cho các bạn nghe về công chúa Vatnavi, mang trong mình hóa thân của Durga. Ngọc Ngân đây xin giới thiệu bộ phim Nữ thần Durga. Câu chuyện kể rằng, trong một vụ khoái biển sữa, các chư thần thỏa thuận với bọn phản thần cùng nhau khoái biển sữa, các báu vật sẽ chia đều cho đôi bên. Các chư thần dùng con rắn của thần Shiva khoái biển sữa, các báu vật chia đều cho hai bên. Rắn thần không được lợi, chịu cực khổ, nên thải ra độc rắn, chất độc khiến cả đôi bên phải bỏ mạng. Lúc này, thần Shiva biến thành khổng lồ, con nọc độc, và nuốt chúng. Nhưng một vài giọt rơi xuống và tạo ra sức mạnh của cái ác. Bọn phản thần lấy sức mạnh này tàn phá đất mẹ. Đi đến đâu đất mẹ bị tàn phá đến đó. Cánh tay của thần đất bị nứt nẻ. Cánh tay của đất mẹ thiên nhiên đau đớn. Tại sao các ngươi lại tàn phá đất mẹ như vậy? Thần đất đến cầu cứu ba đấng sáng thế, là thần Vishnu, thần Shiva và ngài Phạm Thiên. Ta sẽ dùng cây đinh ba này hủy diệt cái ác. Cây đinh ba của ngài lao xuống trần gian và tạo ra một sự tàn phá rất lớn, khiến cánh tay của đất mẹ bị thương. Ta không thể chịu sự tàn phá này thêm lần nào nữa. Vợ của ba ngài hiện ra, vợ của ngài Phạm Thiên và nữ thần Châu Báu chữa lành cho đất mẹ. Chúng ta không thể diệt cái ác bằng bạo lực, mà phải thu phục bằng lòng từ bi. Các ngài là cha của chúng sinh, thì chúng ta cũng là mẹ của chúng sinh. Và ba chúng ta hợp sức lại sẽ tạo ra một nữ thần vĩ đại, giàu lòng từ bi, sắc đẹp vĩnh cửu và bất khả chiến bại. Ba nữ thần hợp nhất sức mạnh, đây sẽ là đứa con tinh thần của cả ba chúng ta, và nó sẽ sở hữu tất cả vũ khí tối thượng. Ở dưới trần gian có một vị vua và hoàng hậu tốt, nhưng lại không có con. Chúc mừng em dâu, em đã được làm mẹ. Hoàng hậu khát khao có một đứa con. Em dâu có thể cho ta ôm đứa bé có được không? Được chứ, nhưng đột nhiên người em dâu dừng lại. Chị bị hiến muộn thì không nên chạm vào đứa bé. Nếu không, con của em sẽ gặp xui xẻo. Nhưng em không quan tâm đến những điều đó đâu. Ước gì ta có một đứa con như thế này thì tốt biết bao. Đức vua, con trai của em cũng là con trai của anh. Nếu như vợ anh không sinh con được thì hãy nuôi con trai của em, sau này truyền ngôi cho nó. Vậy thì anh không cần phải lo lắng về người truyền ngôi nữa. Tuy hoàng hậu bị hiến muộn, nhưng ta vẫn có lòng tin ta sẽ được làm cha. Xin lỗi chị, hãy trả lại đứa con cho em. Chị không làm mẹ nên không biết chăm sóc con nít đâu. Tại sao nhiều thức ăn như vậy mà nàng không ăn? Từ bữa tiệc đó tới giờ nàng chưa ăn gì. Làm sao mà thiếp ăn vô được? Thiếp rất muốn được làm mẹ. Thậm chí khi ôm cháu mình chưa đầy một phút cũng không được nữa. Nàng đừng buồn, ta tin ước nguyện của nàng sẽ thành hiện thực. Hôm nay con đến đây không phải là một vị vua mà là một người chồng. Thần chưa bao giờ cầu xin hay thậm chí là lạy lục ngài. Nhưng hôm nay tình mẫu tử của vợ con đã đánh bại con, và nỗi đau của nàng ấy đang xé nát trái tim con. Ước nguyện của nàng ấy là được làm mẹ. Xin ngài hãy phù hộ cho vợ chồng con có được một đứa con. Nếu ngài linh thiêng hãy cho con biết. Một bà già xuất hiện, hình như ngài đang cầu xin một đứa con trai. Sẽ ra sao nếu như thần linh ban cho bệ hạ một đứa con gái? Dù là trai hay gái, ta đều trân trọng nó, vì nó đem đến hạnh phúc cho vợ chồng của ta. Bà già đưa cho đức vua một bức hoa sen. Khi hoa sen nở trong cung điện này thì ước muốn của bệ hạ sẽ thành hiện thực. Đức vua ngày đêm chăm sóc bức sen, đặt tất cả niềm hy vọng vào bức sen. Thiếp thấy bệ hạ dành thời gian cho bức sen này còn nhiều hơn cả thiếp. Nàng biết không, có một người đã tặng ta bức sen này, dặn ta khi nào hoa sen nở, vợ chồng mình sẽ có con. Ta luôn hy vọng như vậy, hy vọng nó sẽ nở hoa. Thực ra, thiếp đã có thai. Nàng có thai rồi sao? Vậy là ước muốn của vợ chồng mình thành sự thật rồi. Tạ ơn thần linh. Ngày ngày trôi qua, hoàng hậu lại thích ăn chua, khiến cho em dâu càng khó chịu. Ăn chua như vậy, chắc sinh con gái chứ gì. Ngai vàng, rồi cũng phải thuộc về con trai ta. Càng ngày, cái thai của hoàng hậu càng lớn. Thiếp đã nghĩ ra ba cái tên để đặt cho con của chúng ta, giống như tên của ba vị thần. Đột nhiên hoàng hậu trượt chân ngã. Đức vua đỡ người, tại sao lại như vậy? Ba vị thần. Đất nước đột nhiên bị xâm chiếm, ngài nên thỏa thuận với kẻ thù, thay vì lao vào chiến tranh. Đức vua ra đi khi đóa sen cần nở. Cuộc chiến tranh diễn ra khi hoàng hậu đang lâm bồn. Ta không muốn nhiều người phải đổ máu. Nếu như ông muốn xâm chiếm đất nước này thì hãy đấu với ta trước. Hai người đấu tranh giành chiến thắng. Nhưng nhát dao đâm lén đã khiến nhà vua cục ngã. Đức vua không còn cơ hội được nhìn mặt con mình chào đời. Trong lúc cận kề cái chết, đột nhiên thời gian dừng lại. Tại sao mọi người lại đứng yên? Đây là đâu? Phải chăng ta đang nằm mơ? Đây là cõi thiên, và đây không phải nằm mơ đâu nhà vua. Ngươi đã được xui khiến đến với cõi thiên này, vì hoa sen đã chọn ngươi. Không bao lâu nữa hoa sen sẽ nở, và con gái của ngươi sẽ chào đời. Ngươi nên nhớ rằng, con gái ngươi không phải người bình thường, mà nó mang sức mạnh của cả ba chúng ta. Ngươi không được cấm cản con đường tu hạnh của nó, vì con gái ngươi được sinh ra với nhiệm vụ bảo vệ chúng sinh. Hãy nhớ kỹ, không được cấm con gái ngươi tu hạnh. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
tạ ơn các ngài vì đã để con làm cha của một người vĩ đại như thế. Ba nữ thần ban phước lành cho ông ấy và biến mất. Đức vua chợt mình trở lại hiện thực. Ta phải nhìn mặt được đứa con vĩ đại của ta. Nhà vua đâm kẻ thù, nhưng bệ hạ nhìn thấy đóa sen nở và thấy mặt con mình. Nhà vua tha thứ cho kẻ thù. Không có người cha nào muốn đổ máu khi nhìn thấy con mình chào đời cả. Con của ông cũng không muốn ba mình là một vị vua ác. Nhà vua ôm công chúa khóc nghẹn. Ta đặt tên cho công chúa là công chúa Phát-na-phi. Chúc mừng chị, sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng thì chị dâu cũng có con. Mà tiếc là thần linh không nghe được lời cầu nguyện của đức vua, nên mới ban cho chị một con vịt trời. Ba nữ thần tức giận. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Không, hoa sen phải sinh ra từ bùn, phải có nhiều khó khăn thì con bé mới đắc đạo được. Không phải sinh con gái ra là xui, là xấu đâu. Ta tin con gái của ta sẽ thay đổi cả một tương lai. Ba nữ thần hạ phàm, giả thành thường dân để tham dự tiệc thôi nôi của công chúa. Con gái của ta, chúng ta sẽ nhớ con lắm. Lũ quỷ biết tin một đứa bé gái sẽ tiêu diệt mọi con quỷ, nên sai người giết hết tất cả các đứa bé gái vừa mới được sinh ra. Hoàng hậu đặt đứa bé vào nôi. Lúc này, con quỷ xuất hiện. Con mắt của đứa trẻ cứ nhìn ra ngoài cửa. Hoàng hậu nhìn lại, không thấy ai. Con nhìn ai vậy, đâu có ai ngoài đó đâu. Hoàng hậu quay lại, là một nhũ mẫu. Bệ hạ gọi người có chuyện gấp, thần sẽ ở lại đây chăm sóc công chúa. Hoàng hậu rời đi. Con quỷ kia hiện nguyên hình. Quỷ vương sai ta giết hết tất cả những đứa bé gái. Ta sẽ giết chết ngươi. Ba nữ thần hiện ra. Vậy là đây là đứa con gái mà quỷ vương muốn giết. Ta không để cho nó sống đâu. Nhưng nữ thần Kali đã trừng phạt con quỷ. Bỗng nhiên đứa bé kêu mẹ và níu áo của nữ thần lại. Nó đã đánh thức lòng từ bi sâu thẳm của nữ thần. Vì con sinh ra với lòng từ bi và phải chinh phục bằng lòng từ bi, chứ không phải trừng phạt. Nữ thần tha cho con quỷ và làm con quỷ kia quên đi sự việc ngày hôm nay. Thôi miên con quỷ với câu nói: trong vùng này không có đứa bé gái nào mới sinh cả. Đức vua đến tạ ơn thần linh đã ban phước cho con có một đứa con. Công chúa cũng nạy tạ thần linh. Đức vua mỉm cười: con gái ta cũng biết nhiệm vụ của mình. Ý của bệ hạ là sao? Ta đã quên kể cho nàng nghe. Trong lúc sinh tử của đời người, ta đã gặp được ba vị thần. Và các vị đã nói cho ta biết con gái của mình là thánh nhân, và chúng ta không nên cản trở con đường tu hạnh của nó. Không, thiếp không muốn con gái mình phải đi tu hạnh đâu. Nàng biết không, mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng. Mình nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thiếp không thể nào chấp nhận được. Thiếp đã phải chờ đợi suốt mấy năm trời để có được đứa con, vậy mà nó lại theo con đường tu hạnh. Thử hỏi, làm sao mà thiếp có thể nhìn cái cảnh nó đi tu hạnh được chứ? Không, bằng mọi giá thiếp không để nó đi tu hạnh đâu. Công chúa bắt đầu chập chững biết đi. Con gái hãy bước đến đây đi con. Nhưng công chúa lại bước đến phòng thờ thần linh. Công chúa bước đến mỉm cười. Đột nhiên, hoàng hậu bế công chúa lên và cấm nhũ mẫu, từ nay về sau không được cho công chúa bước chân vào đền thờ. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Hoàng hậu ra lệnh khóa cửa đền thờ. Nước mắt lăn dài trên má của công chúa. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật 9 tuổi của công chúa. Con trai của em dâu tặng công chúa một món đồ chơi. Công chúa mở món đồ mà anh họ tặng là một con sư tử. Công chúa rất thích con sư tử này, và công chúa muốn hoàng hậu cho mình ra ngoài cung điện tham quan. Con đã có tất cả những thứ xa hoa rồi, còn ra ngoài để làm gì? Công chúa buồn bã. Thôi được, ta sẽ cho con ra ngoài chơi, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Công chúa theo ba và anh họ ra ngoài cung điện. Nhìn kìa, người ta đang tắm xong. Tại sao trong cung điện của mình không tắm xong như vậy? Tại vì họ không có lấy nước về tắm, nên tắm xong cho tiện. Con cũng muốn tắm xong như vậy, nhìn vui ghê. Nhìn kìa, con bướm trong cung của mình bay tới đây luôn nè. Không phải đâu, bướm thì ở đâu mà chẳng có. Nhà vua rời đi, và công chúa nghe được người dân chỉ trích đức vua. Ông vua chỉ lo tổ chức sinh nhật của con gái mình mà chẳng lo gì được cho dân cả. Mùa màng thì thất bát, lấy đâu ra mà ăn. Công chúa nhớ mãi những lời nói của dân làng. Nếu như bây giờ mình nói ra thì ba mình sẽ rất buồn. Mình phải làm sao để giúp ba mình đây? Hôm nay là sinh nhật của con, ta kêu người làm toàn món con thích. Công chúa thấy rất buồn, vì người dân thì không có ăn, mà mình lại được ăn rất nhiều thứ. Mẹ, tại sao mình lại được ăn nhiều món như vậy hả mẹ? Vì mình là vua chúa, mình có quyền được hưởng những thứ xa hoa này. Vậy còn người dân thì sao? Người dân phải cung phụng chúng ta, vì chúng ta là vua mà. Con không muốn như vậy, con chỉ muốn mọi người đều có ăn, có mặc như nhau. Hoàng hậu lo lắng, con bé bắt đầu nảy sinh lòng từ bi và đồng cảm. Mình phải làm gì để ngăn con đường tu hạnh của nó đây? Công chúa trốn ra ngoài cung điện và gặp những người bạn ở đây. Mình bên làng khác đến đây. Hèn gì thấy bạn không giống ai. Ở đâu mà em có bánh ăn vậy? Thằng kia đứng lại, trời ơi chạy mệt quá. Ngươi dám lấy bánh của ta ăn hả? Đây là đồ ăn đem đi cúng mà. Thậm chí ta còn chưa kịp thắp nhang nữa. Xin lỗi vì con đói bụng quá.
con đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Cậu ấy vì đói nên mới làm vậy thôi. Bạn đó không phải ăn trộm đâu. Vậy chẳng lẽ ai đói ta cũng đều phải cho người ta hay sao? Mọi người yên tâm đi, bệ hạ sẽ có cách giải quyết nạn đói này. Khi nào? Vào ngày mai, nhà vua sẽ phân phát lương thực cho mọi người. Công chúa trở về nhà. Chết rồi, trời tối quá. Làm sao mình thấy đường về nhà đây? Thần linh ơi, nếu trời cứ tối mò tối thui như vậy, mình không về nhà kịp, mẹ mình đánh mình chết mất. Đúng như ý nguyện, ánh trăng rọi sáng con đường tăm tối. Ôi thần linh ơi, vậy là mình về nhà được rồi. Hôm sau, mọi người tập trung đến nhận lương thực, nhưng chờ mãi không thấy ai. Rồi xong, con nhỏ kia lừa cái làng này rồi. Làm gì có chuyện phát cơm từ thiện ở đây? Hết đứng rồi lại ngồi, chờ tới sáng mai cũng không có đâu. Đợi cái đồ từ thiện như chờ sung sụng vậy. Đợi tới bao giờ? Chị nghe nói có món bánh la đô nữa. Em thích món đó lắm. Món đó hả? Ôi bánh la đô thật là thơm. Ăn miếng cái coi, măm măm măm. Ôi ngon quá. Đồ từ thiện đó. Có, cũng chỉ là những thứ ôi thiêu bỏ đi thôi. Đám con nít thật là ngây thơ. Ông nhớ nha, ông chê thì đừng có mà ăn đó. Nhóc ơi, ai mà thèm ăn cái thứ cho không đó đâu. Công chúa cũng với cận vệ đi phân phát lương thực cho người dân. Nhưng bấy nhiêu đây chỉ đủ cho ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai và ngày tiếp theo thì phải làm sao? Bên kia là lương thực hoàng gia, đủ cho dân làng sống qua mùa này. Không bao lâu nữa, mùa màng lại tốt tươi như xưa thôi. Vậy thì tốt quá, không còn ai phải chịu cảnh đói nữa. Công chúa phục vụ thức ăn cho dân làng. Cảm ơn bạn, bạn đã giữ đúng lời hứa. Ôi thèm quá, bây giờ phải làm sao? Lỡ chê rồi, chờ ăn thì nhục lắm. Ông ăn cơm chưa? Ta mới ăn chửi hồi nãy rồi. Bây giờ hơi đói xíu thôi à. Ông xuống đây ăn cùng mọi người đi. Vậy cho ta cảm ơn nghe. Ôi thần linh ơi, có bánh la đô thật kìa. Phải, mình tặng bạn bánh la đô siêu bự này. Mai mốt bạn thèm thì đừng lấy bánh của người ta nha. Bác Nafi rất hạnh phúc khi nhìn thấy dân làng ấm no. Đồng cảm với người khác là biểu hiện đầu tiên của lòng từ bi. Mẹ của chị tặng cho em món quà này. Công chúa mở ra là một tấm choàng cà sa. Để chị choàng giùm cho. Cô bé khoác tấm cà sa lên người. Ánh sáng rọi vào công chúa bé nhỏ. Tấm choàng cà sa này tượng trưng cho lòng từ bi và đồng cảm. Và tấm choàng này từ nay sẽ gắn liền với cuộc đời con bé. Theo như số mạng đã định, thì vài ngày nữa con bé sẽ đi tu hành. Đã đến lúc chúng ta phải soi sáng con đường của con bé. Nữ thần Kali ném ngọn lửa xuống trần gian. Hoàng hậu không muốn công chúa thấy bức tượng thần linh, nên đã che bức tượng lại. Lúc này, ngọn lửa của nữ thần Kali bay đến, làm cháy phòng thờ. Hoàng hậu kêu cứu, nhưng không ai nghe. Trước đây, mình đã cấm không cho ai vào căn phòng này. Mình đã sai người đóng cửa phòng thờ. Giờ đây, mình phải gặp quả báo hay sao? Bác Nạp Phi thấy có khói bốc ra từ phòng thờ. Có cháy sao? Nhưng mà mẹ mình cấm không cho mình vào phòng thờ này, mà mình không thể thấy chết mà không cứu. Công chúa đi vào trong và thấy mẹ mình ở đó. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Nghe được tiếng gọi, hoàng hậu tỉnh dậy. Không sao đâu con. Nhưng mà tại sao không phải ai cứu mà lại là con bé? Không lẽ đây là ý trời? Dù là gì đi nữa, mình cũng sẽ ngăn cản. Hoàng hậu che công chúa lại, không cho nhìn thấy bức tượng thần linh. Không sao đâu con, mình phải thoát ra khỏi chỗ này thôi. Lúc này, nữ thần châu báu làm chiếc chuông rớt xuống. Tiếng chuông rơi xuống, đánh thức công chúa. Nhưng cô bé không nhìn thấy bức tượng vì bị tấm rèm che phủ. Nữ thần châu báu khiến tấm rèm rơi xuống. Bác Na Phi nhìn thấy bức tượng. Hoàng hậu nhớ về câu nói trước đây. Con gái chúng ta là thánh nhân, và mình không được quyền ngăn cản con đường tu hạnh của nó. Mẹ, đó là bức tượng của ai vậy mẹ? Sao chúng ta lại thờ? Mẹ công chúa ấp úng, con không cần phải biết đâu. Hãy theo mẹ ra ngoài. Công chúa cùng với người anh họ nghe ba mình kể về các vị thần. Nơi mà chúng ta đang ở được tạo dựng bởi ba đấng sáng thế, gồm có thần Shiva, thần Vishnu và ngài Phạm Thiên. Nhưng có điều con không thể phân biệt được ba đấng sáng thế đó. Hình tướng của ba vị thần rất dễ phân biệt. Thần Shiva thì có rắn thần quấn quanh cổ. Thần Vishnu thì cầm ốc xà cừ và đĩa đao. Đôi lúc thần Vishnu được nhận biết với nước da màu xanh và ngự trên rắn thần. Quang ngủ trên người con rắn luôn. Đúng vậy, nằm trên người con rắn thần. Còn ngài Phạm Thiên thì có ba đầu. Vậy có nữ thần không vậy ba? Tất nhiên là có, cần có nam và nữ thì vạn vật mới sinh sôi. Không biết nhan sắc của nữ thần ra sao ta? Công chúa nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ngọn lửa hiện ra hình ảnh của nữ thần. Vợ của thần Shiva là nữ thần Kali. Nữ thần Kali có nước da màu đen, là biểu tượng hủy diệt cái ác. Còn vợ của ngài Phạm Thiên là nữ thần âm nhạc, là biểu tượng của trí tuệ và nghệ thuật. Vợ của thần Vishnu là nữ thần châu báu, là biểu tượng của sắc đẹp và sự thịnh vượng. Ta chưa kể, sao con lại biết? Con chỉ đoán đại thôi. Chàng làm ơn, đừng kể cho nó nghe chuyện về các vị thần nữa có được không? Ta không hiểu nàng nữa hoàng hậu ạ. Tại sao nàng cứ phải cấm cản con gái mình hoài vậy? Vì thiếp không muốn nó tu hạnh. Thiếp đã sinh nó ra và nuôi nó đến bây giờ.
làm sao mà thiếp chấp nhận số phận được chứ? Đây là lần cuối cùng thiếp cầu xin chàng, đừng dạy cho con bé nữa bệ hạ. Tối đó, cận thần đưa công chúa ra ngoài cung, và công chúa tổ chức cánh hát cùng với những người bạn của mình. Ở xa xưa, có một vị thần tên là Durga, một vị thần phẫn nộ, mang trong mình một lòng từ bi cao cả. Tiếng ca dẫn lối dân làng. Đêm nay là một đêm mất ngủ, hãy lắng nghe tôi kể. Hỡi đêm của nữ thần Durga, nữ thần là hóa thân của mẹ hiền Parvati, là vợ của ngài Shiva vĩ đại. Ngự trên đỉnh núi Kailas, các ngài đã về với cõi thiên, nhưng câu chuyện của các ngài vẫn luôn còn mãi. Đêm nay là đêm của nữ thần Durga, chúng con hát về người. Người mẹ Durga diệt trừ ma quỷ. Thuở xưa, có con trâu tu luyện thành người. Con trâu thành tinh đó chăm chỉ thiền định. Từ ngày này qua tháng nọ, thấy tín đồ của mình chăm chỉ, ngài Phạm Thiên hiện ra. Ha ha ha, ngươi là một tín đồ trung thành của ta. Nói đi, ngươi muốn điều ước gì? Ta đây chỉ muốn được trường sinh bất tử. Nhưng ta đây không chịu. Sao ông gian xạo quá vậy hả? Ngươi được voi đòi tiên. Ngươi mà bất tử, ai chịu đời nổi? Con trâu thành tinh suy nghĩ hết mấy tháng trời. Ngươi lại gọi ta. Ngươi muốn ước gì? Ta cũng vẫn muốn trường sinh bất tử. Ta đã nói bao nhiêu lần là không được. Vậy thì thần sẽ chết dưới tay của một người phụ nữ. Được, vậy thì ta sẽ ban cho ngươi sự bất tử. Nhưng ngươi nên nhớ, phải chết dưới tay của người phụ nữ. Ngày dài đêm trôi, con trâu thành tinh giết chết hết phụ nữ để họ không giết mình. Thấy ta thông minh chưa? Lúc này, nữ thần Parvati xuất hiện. Ha ha ha, à ta quên. Ta giết hết người phụ nữ rồi. Có ngươi là ta chưa giết thôi. Nữ thần phẫn nộ hóa thân thành Durga, kêu gọi thú cưỡi của mình. Con sư tử của nữ thần Durga cáo xé con trâu thành tinh. Cuối cùng nữ thần Durga dùng cây đinh ba tiêu diệt con trâu thành tinh. Đức mẹ Durga vĩ đại, người mẹ Durga diệt trừ ma quỷ. Lúc này không thấy đồ cúng đâu, cô gái đồng trinh đã chạy ra ngoài tìm và bị con quỷ phát hiện. Cuối cùng thì ta cũng tìm được con mồi. Giờ đây ta sẽ lấy hồn của ngươi. Đi theo linh tính của mình, công chúa thấy cô gái bị quỷ ám sát. Tránh xa cô gái đó ra. Trước khi ta phẫn nộ, công chúa nhấc cây đinh ba lên và ném về phía cô gái kia. Hãy tiêu diệt hắn đi, hãy chống trả bằng mọi cách có thể. Hãy tiêu diệt hắn, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Cô gái kia chỉ cây đinh ba về phía con quỷ. Con quỷ bị thiêu rồi. Tại sao cây đinh ba này lại có phép? Cô gái đồng trinh nhìn lại và thấy công chúa là nữ thần sống, hiện thân của nữ thần Durga. Cô gái chắp tay lại. Vì Vác Na Phi được nữ thần Parvati ban cho mình hình tướng Durga, từ đây con bé sẽ thay thế ta trở thành Durga sống, và nó sẽ dùng hình tướng Durga này để giúp đỡ chúng sinh. Vác Na Phi nhớ dân làng nên công chúa lại trốn ra ngoài cung chơi. Nhưng cảnh tượng lần này không vui như công chúa nghĩ. Đó là cái chết và của cô gái đồng trinh qua đời. Lần đầu tiên công chúa cảm thấy buồn tột cùng. Nếu như một ngày nào đó ba mình mất đi, liệu mình có buồn như chị ấy không? Em nói đi, ba của chị còn sống đúng không? Em có thể khiến ba chị sống dậy mà. Chị cầu xin em hãy khiến ba chị sống dậy đi. Người chết không thể sống dậy được đâu con ạ. À, không đâu mẹ, chính mắt con thấy em ấy là nữ thần Durga mà mẹ. Chị cầu xin em hãy khiến ba chị sống dậy đi. Cái chết là điều tất yếu của tự nhiên. Ngay cả thần linh cũng không thể nào khiến người chết sống dậy. Nếu làm vậy sẽ trái với quy luật tự nhiên. Nhưng nỗi đau khi mất đi người thân là nỗi đau khổ lớn nhất của trần gian. Các bà la môn đến làm lễ siêu thoát cho ba cô gái kia. Lễ cầu siêu là gì? Không đến lượt con nhóc như ngươi lên tiếng. Nhưng nhà tôi không có tiền để làm lễ gì hết. Hoàng hậu và đức vua trở về cung điện sau khi xem xét tình hình của dân chúng. Tại sao không thấy con bé ra đón mình? Mình phải lên phòng của nó mới được. Người anh họ giúp công chúa trèo lên phòng. Nhưng công chúa vẫn còn ám ảnh về cái chết của cha cô gái kia. Con không sao chứ? Cô bé khóc nức nở. Con không muốn ba mẹ chết đâu. Con không muốn phải giống như chị ấy. Ba bàn tay của nữ thần hiện ra, xoa dịu trái tim cô bé. Có chuyện gì vậy con? Ba mẹ an toàn mà. Mẹ, tại sao con người lại phải chết? Con còn nhỏ, không nên biết những thứ này đâu. Con nên đi chơi đồ hàng, thay vì hỏi sự sống và cái chết. Nhưng con muốn biết câu trả lời. Con người tại sao lại phải chết? Và sau chết sẽ đi về đâu? Đức vua lau đi nước mắt của công chúa. Đây là quy luật của tự nhiên con gái ạ. À, con có thấy những ngôi sao kia không? Nó rất sáng và đẹp. Con đang ở trong lòng bàn tay của ai? Con đang ở trong lòng bàn tay của ba. Vậy có phải những ngôi sao đó đang ở trong lòng của thần linh không? Khi con người ta khấn nguyện các vị cho mình đứa con, thì đứa con đó sẽ lớn lên và làm nhiệm vụ của mình. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, con người ta sẽ phải chết và trở về với vòng tay của thần linh, rồi lại tiếp tục sinh ra và chết đi. Vậy ở trên đó có hạnh phúc không ba? Sẽ hạnh phúc nếu như con là một người tốt. Sư tử, bạn biết không, ba của chị ấy chắc giờ này đang ở trong vòng tay của thần linh. Nhưng công chúa nhắm mắt lại thì thấy ông ấy đang ở trong chảo dầu. Bác ơi, bác ơi. Cô bé tỉnh dậy và thấy hồn ma của ông ấy. Đức mẹ Durga xin hãy tha thứ lỗi cho con. Xin hãy cho con thoát khỏi địa ngục. Tại sao bác lại gọi con là Durga? Xin hãy cứu con ra khỏi địa ngục. Ông ta biến mất.
tại sao bác ấy lại đau khổ như vậy? Ba mình nói sau khi chết đi sẽ đến với vòng tay của các vị thần mà. Vì khi sống, ông ta là trộm cắp, vì vậy mà sau khi chết đi, ông ta sẽ xuống địa ngục để trả giá cho nghiệp của mình. Sáng hôm sau, công chúa đến xin thần Vishnu hãy cho con biết, con phải làm gì để bác ấy thoát khỏi đau khổ. Vợ của thần Vishnu nghe được lời thỉnh cầu đó, chờ chúng ta sẽ giúp con bé. Ba nữ thần đưa công chúa đến một viễn cảnh tối tăm, mà con bé phải tự vượt qua nỗi sợ của mình. Mình phải dũng cảm bước vào trong, bước chân của công chúa hiện ra những ngọn đèn linh thiêng, và đó là ba nữ thần. Con muốn dẫn đường cho bác ấy đến với vòng tay của thần linh. Bất cứ ai cũng sẽ đến được với thần linh, nhưng phải được soi sáng, vì con người luôn chìm đắm trong bóng tối của ác nghiệp. Công chúa cầu xin cha mình cho mình ra khỏi cung, cầu nguyện cho linh hồn bác ấy về với cõi thiên. Được rồi, ta sẽ cho con đi. Công chúa thắp những ngọn đèn từ nhà của chị ấy đến đền thờ. Bác ấy đã mất rồi, khi còn sống bác ấy đã lừa gạt mọi người, thì mong dân làng hãy tha thứ cho ông ấy, để linh hồn ông ấy đỡ bớt tội lỗi. Mọi người trong làng tha thứ cho ông ta và cùng nhau thắp đèn đến đền thờ để cầu siêu cho linh hồn ông ấy. Đèn được đặt đến chân của tượng thần Vishnu. Bà La Môn tức giận, nhìn kìa, con nhỏ kia đã khiến cho gia đình này không cần đến mình. Người ta phải chia cho mình 40 đồng tiền vàng để làm lễ cầu siêu, vậy mà con bé đó đã cướp mất miếng ăn của chúng ta. Thân là bà La Môn mà lại nảy sinh lòng tham như vậy, nữ thần trừng phạt ông ta. Không, đây là kiếp nạn mà con bé phải trải qua. Bà La Môn trộn nước với dầu, khiến đèn thắp không sáng. Công chúa thắp đèn nhưng không ngọn đèn nào chịu sáng. Cầu xin thần linh hãy rước chồng con về với ngài. Ta nói rồi, phải làm lễ cầu siêu thì mới được siêu thoát. Nhưng nhà bà ấy nghèo thì làm gì có tiền làm lễ. Công chúa nhớ về cảnh tượng bác ấy bị đau đớn trong chảo dầu. Hãy tha cho con biết tội rồi các ngài ơi, hãy tha thứ cho con. Bác Navi khóc, xin ngài hãy rước bác ấy về với ngài đi. Giọt nước mắt rơi xuống đèn dầu, khiến các ngọn đèn khác được thắp sáng, dẫn lối đến chân tượng ngài Vishnu. Con bé đã thắp đèn bằng lòng từ bi của mình. Bà La Môn không tin vào mắt mình. Vậy là linh hồn bác ấy đã được tha thứ rồi. Linh hồn của ông ấy thoát khỏi địa ngục và được soi sáng đến với các vị thần. Con cảm ơn các ngài đã tha thứ cho con. Trước khi rời khỏi cõi trần này, ông ấy gặp được con gái. Hãy làm người tốt, đừng lạc lối như ba. Cảm ơn nữ thần sống đã kết thúc tội lỗi trong lòng con và thắp sáng cuộc đời con. Ông ấy được các vị thần rước đi, và các ngọn đèn cũng theo đó đến với những ai đang bị chìm đắm trong bóng tối của ác nghiệp. Những ngọn đèn này sẽ thắp sáng con đường của họ đến với cõi thiên. Cô gái đồng trinh quay lại, thấy công chúa là nữ thần sống, hiện thân của nữ thần Durga. Cô gái ấy quỳ xuống chân người. Nhưng bà La Môn nói, ngươi chính là tà đạo, ngươi từ đâu đến cái làng này, chở trò thần thông trước mặt bọn ta? Ngươi bước vào cái làng này vì mục đích gì? Ba nữ thần hiện ra, vợ ngài Phạm Thiên. Tiếp theo là nữ thần Châu Báu. Và cuối cùng là nữ thần Kali. Công chúa bước đến và chắp tay lại, nhưng dân làng thì thấy ba nữ thần là ba người phàm. Ba nữ thần nói rằng, con bé đến từ ngôi làng của chúng tôi. Ba nữ thần vạch trần bà La Môn là người trộn nước vào dầu, khiến đèn không sáng. Dân làng đánh bà La Môn. Bác Navi can ngăn, một người đã ăn năn thì không cần phải trừng phạt ông ấy nữa. Mọi người tha cho ông ta. Ba nữ thần tiễn công chúa về cung điện. Tại sao ba cô lại nói giúp con? Con đâu có đến từ làng của các cô. Chúng ta đều xuất phát từ lòng từ bi, và trái tim của con cũng xuất phát từ đó. Khi nào con gặp hoạn nạn, hãy gọi tên ta. Ta sẽ cứu con, ở bất cứ mọi nơi và bất cứ đâu. Phải, con chỉ cần gọi tên ta 3 lần, ta sẽ xuất hiện và cứu con. Công chúa xin phước từ ba nữ thần. Khi các cô xuất hiện, con nghĩ rằng các cô không phải người phàm. Con ước chỉ được ở bên cạnh các cô mãi. Ba nữ thần một lần nữa xuống trần và trở thành người thầy của Vác Na Phi. Chúng ta là thầy dạy con, và chúng ta đã chọn học trò của mình. Ngay từ khi nó còn trong bụng mẹ, con hãy đưa tay ra. Ba nữ thần tặng cho Vác Na Phi sợi dây hộ mệnh và ban phước lành đến với công chúa. Bài học đầu tiên sẽ giao cho vợ ngài Phạm Thiên. Con hãy nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, Vác Na Phi thấy mình đang ngồi trên một đóa sen, và chúng ta đang ở trên cõi thiên. Hoàng hậu nhìn ra thấy con mình liếc nhìn xung quanh. Không biết mấy người dạy cái gì nữa, sao đầu con mình cứ xoay vòng vòng hoài vậy? Con gái, điều nhỏ nhặt khiến con người thoát khỏi phiền não chính là âm nhạc. Nhưng điều khiến con người đau khổ tột cùng cũng là âm nhạc. Nếu như trong lòng của họ đang buồn, mà chúng ta chơi nhạc buồn, càng khiến họ buồn thêm. Cuộc sống cần những niềm vui, và hãy khiến âm nhạc mang lại niềm vui cho chúng sinh. Công chúa mở mắt ra, thấy mình quay lại nơi cũ. Đó là ở đâu vậy cô? Nơi có hoa sen to lớn. Nơi đó sẽ tồn tại khi trong lòng còn giữ mãi lòng tin là nó có thật. Tạm biệt con, chúng ta sẽ đến vào ngày mai. Ngày tiếp theo, nữ thần Châu Báu là người dạy công chúa. Công chúa mở mắt ra và thấy mình đang ngự trên một đóa sen to lớn. Đây là đâu? Đây là cõi thiên. Và ta là nữ thần Châu Báu. Hôm nay ta sẽ dạy cho con lắng nghe chính mình. Khi tâm mình vui vẻ, mọi thứ xung quanh không cần đến nữa, vì mọi thứ đều là vô thường. Niềm vui xuất phát từ trong tâm, chứ không phải những thứ bên ngoài.
thiếp rất lo vì ba người cô giáo không giống ai. Đừng lo lắng quá. Đột nhiên công chúa xuất hiện với bộ dạng là một thường dân. Sao con lại ăn mặc như vậy, không giống như công chúa chút nào. Con không cần đến áo đẹp, che thân là đủ rồi mẹ ạ. Cô bé lấy thức ăn bình thường, sao con không ăn những thứ đồ bổ này? Con là công chúa mà, và con phải ăn những món ngon nhất. Làm sao mà con có thể ăn chay như vậy được? Có nhiều người muốn ăn ngon như vua chúa, nhưng cũng không được. Còn có nhiều người dư thừa, lại đổ thức ăn đi. Con chỉ ăn đủ chứ không ăn nhiều. Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Con ăn chay để không tàn sát những động vật khác. Hoàng hậu tức giận. Ai đã dạy con những điều này, cô giáo đúng không? Phải, cô giáo đã dạy con làm người tốt. Công chúa ăn xong rồi đi. Chàng thấy không, con gái mình bắt đầu ăn chay rồi đó. Và rồi nó sẽ nằm dưới đất và vào rừng tu hành mất. Đó là vinh dự cho chúng ta. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thiếp phải xem coi nó có nằm dưới đất hay không. Hoàng hậu hốt hoảng khi thấy con mình nằm dưới đất. Ôi thần linh ơi, con gái của con sắp phải đi tu hành rồi. Đất nước của công chúa bị kẻ thù xâm chiếm. Cô bé tiễn ba mình ra chiến trường. Bài học hôm nay, nữ thần Kali sẽ là người dạy công chúa. Con phải tự đánh thức sức mạnh của mình. Đừng dựa dẫm vào ai, vì tất cả mọi thứ đều là vô thường. Cuộc chiến trở nên khốc liệt khi quân đội của nhà vua bị tàn sát. Em trai của đức vua bị thương. Người em dâu lo lắng, tại sao trong lòng của ta cứ cảm thấy bất an. Chúa của Vác Na Phi bị thương. Chiến tranh đã khiến biết bao nhiêu người phải thương vong. Con có muốn kết thúc cuộc chiến này hay không? Con không muốn ai đổ máu thêm nữa. Được, vậy thì hãy chiến đấu đi. Đức vua gần như thua cuộc, sẽ không có ai cứu được ngươi đâu. Đột nhiên, công chúa xuất hiện trên chiến trường và đấu tranh giành lại đất nước. Vác Na Phi nhớ về những lời dạy của nữ thần Kali. Công chúa chiến thắng từ đôi mắt của kẻ thù. Vác Na Phi là nữ thần sống, hiện thân của nữ thần Durga. Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta. Ta sẽ dạy con thiền định là như thế nào. Hãy nhắm mắt lại và mở mắt ra. Công chúa thấy mình đang ngự trên một đài sen lớn. Con biết không, có một dạng thiền định gọi là đồng hóa tâm. Tâm của con sẽ hòa làm một với tâm của ta. Khi con cảm nhận tâm trí của mình phát sinh lòng từ bi, khi đó con sẽ đồng hóa tâm với vạn vật. Con đồng hóa tâm với ta, con sẽ cảm nhận lòng từ bi của ta. Và tương tự như thế, con sẽ cảm nhận được hết thảy tâm của vạn vật. Con không là ai cả, con là cái không. Ba nữ thần về trời. Trước khi đi, ba nữ thần đã hiện thân và kể cho Vác Na Phi biết nguồn gốc sức mạnh của mình. Công chúa hóa thân thành Durga trước mặt mọi người. Sau khi chứng kiến con gái mình, hoàng hậu đã chấp nhận cho công chúa ra đi. Công chúa từ biệt ba mẹ, theo nữ thần về đúng vị trí của mình. Con rất biết ơn vì có một người cha thấu hiểu như ba. Đức vua ôm con mình khóc. Hoàng hậu xúc động khi nhìn đồ của con gái. Vác Na Phi, đây là cái áo mà mẹ đã tặng sinh nhật cho con. Còn cái đầm này là lúc mà con mới chập chững biết đi. Còn cái này nữa là bộ đồ sơ sinh của con. Mấy cái đồ của con mẹ giữ hết, mẹ không bao giờ bỏ nó đi. Vác Na Phi ôm chầm lấy mẹ của mình. Làm sao mà ta có thể quên được hình bóng của con. Tiếng khóc chào đời của con. Khi con đầu tiên biết nói, con đã nói từ mẹ. Con sợ nhất là uống sữa. Mỗi khi con uống sữa, mẹ phải chửi con một trận. Làm sao mà mẹ quên đi con được. Vác Na Phi lau những giọt nước mắt của mẹ mình. Tuy con không sống cùng mẹ, nhưng hình bóng của ba mẹ luôn sống mãi trong trái tim con. Con phải ra đi, con phải thực hiện nhiệm vụ của mình, để còn giúp đỡ nhiều người khác nữa. Xin mẹ hãy để con đi con đường thuộc về mình. Hoàng hậu đành phải để con mình ra đi như ý nguyện. Công chúa từ biệt mọi người lên đường. Nhưng hoàng hậu lại không chịu gặp con mình lần cuối. Ba nữ thần xuất hiện và nói với hoàng hậu. Một người mẹ thương con mình, điều đó không hề sai. Và một đứa con đi tu hạnh cũng không hề sai trái. Vậy tại sao ngươi lại không nhìn mặt con gái mình? Thần không muốn nhìn thấy nó rời xa mình. Thần không thể nhìn nó ra đi được. Ngươi là mẹ và chúng ta cũng là mẹ. Số phận đã định ngay từ khi ba chúng ta tạo ra nó. Và ta đã để nó đầu thai làm con của một vị hoàng hậu hiếm muộn. Mỗi người đều có số phận riêng. Ngươi không nên ngăn cản số phận mà chúng ta đã tạo ra. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hoàng hậu chấp nhận số phận và tạm biệt con gái mình. Vác Na Phi ẩn tu tại một hang động. Vác Na Phi nhập thất tại đó, chuyên tâm thiền định. Sức mạnh của ba nữ thần biến thành ba hòn đá. Ngày và đêm dần trôi, thấm thoát đã được 7 năm. Bên ngoài hang động, có một chàng thái tử tên là Rama. Khi đó thái tử Rama đang trên đường giải cứu Sita khỏi quỷ vương. Thái tử Rama thấy hào quang tỏa ra từ hang động. Nơi đó có một vị thần. Thái tử Rama nhìn thấy hào quang ấy là từ một người con gái, Vác Na Phi, là nữ thần sống, hiện thân của nữ thần Durga. Vác Na Phi bước đến lại thái tử Rama. Sao cô lại đảnh lễ ta? Ta đâu phải là thần. Ngài chính là thần, nhưng hiện giờ người không biết mà thôi. Người trước đây là một vị thần, đầu thai để cứu giúp chúng sinh. Ta cũng như ngài, nhưng ta biết mình là ai. Mình không thể nói cho ngài ta biết, ngài ta là thần Vishnu đầu thai được. Như vậy sẽ trái với quy luật tự nhiên. Tại sao cô ta lại cười?
Chẳng lẽ nàng ta có tình ý với mình hay sao? Xin lỗi cô, ta không có ý gì cả. Ta đã có vợ là Sita, và ta sẽ không lấy bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bác Na Phi mỉm cười. Cô có thể cho ta biết nàng Sita đang ở đâu có được không? Tất nhiên là được, thưa Thái tử Rama. Bác Na Phi nhắm mắt lại và thấy Sita đang bị quỷ vương bắt cóc. Người đã đi đúng đường rồi. Chờ thì người chỉ cần đi vài dặm là đến được núi Lanka. Nàng Sita đang ở đó đợi ngài. Cảm ơn người đã giúp ta. Trước khi đi, Thái tử Rama để lại cung tên cho Bác Na Phi. Ta biết cô không phải người phàm, nhưng ta sẽ để lại vũ khí ở đây để cô tự vệ, vì dù sao đi nữa cô cũng là một người phụ nữ. Ta sẽ cử Hanuman đến đây để bảo vệ cho người. Cảm ơn ngài, chúc ngài sớm đoàn tụ. Tạm biệt cô, nếu có duyên sẽ gặp lại. Rama lên đường giải cứu Sita. Nàng bắt đầu cầm cung tên và quay về kinh thành. Để kết thúc con quỷ vương, ta sẽ chạm vào người của ngươi. Nếu như ông chạm vào được người của ta thì ta chấp nhận thua cuộc. Nhưng con quỷ không thể nào chạm vào được nữ thần. Nữ thần biến mất rồi lại hiện thân. Ngươi hãy quay đầu đi, ta sẽ tha cho ngươi. Con quỷ nhất quyết muốn lấy mạng nữ thần. Lúc này, con sư tử lao đến vồ lấy con quỷ kia. Tiêu diệt con quỷ, thú cưỡi của ta, hãy quay về bên cạnh ta. Nữ thần Vác Na Phi hóa thân thành Durga, ngự trên một con sư tử. Hoàng hậu gặp lại con gái mình sau bao nhiêu năm xa cách. Nàng bước đến xin phước lành mẹ của mình. Không, con đừng lạy ta. Như vậy là không nên. Con là thần, còn ta là người phàm. Mẹ, không có cái gì là không nên cả. Nếu như con là thần thì mẹ sẽ là mẹ của một vị thần. Xin mẹ hãy ban phước cho con. Hoàng hậu ban phước cho nữ thần. Người em dâu cũng trở nên hiền từ hơn trước. Người anh họ năm xưa nay đã trưởng thành, sắp thay thế đức vua kế vị ngai vàng. Anh họ đã ốm đi rất nhiều. Kể từ khi người em gái của ta ra đi, bánh kẹo không còn vị ngon như trước. Anh nên ăn thật nhiều bánh Lado, vì Vác Na Phi hôm nay đã trở về. Nữ thần nhìn lại cung điện nơi mình đã bước chân ra đi. Mọi thứ vẫn như xưa. Con sư tử vẫn ở đây. Phải, mẹ đã để mọi thứ yên nguyên như vậy vì mẹ nghĩ rằng con sẽ quay về. Ngày hôm nay, con đã trở lại. Mẹ phải mua thêm cái giường lớn hơn. Không cần đâu mẹ, con sẽ đi. Mẹ muốn con ở đây lâu hơn có được không? Đã lâu lắm rồi, mẹ chưa được gặp con. Hãy ở lại đây vài ngày, rồi hãy đi. Con không thể ở đây quá lâu, vì nếu con tu pháp ở đây, quỷ ma sẽ đến phá mọi người. Con có thần thông mà, con sẽ tiêu diệt hết mấy con quỷ đó thôi. Nhưng người dân rất khổ, con phải giúp đỡ chúng sinh. Vậy thì, đến khi nào tín đồ gọi tên con, thì ta sẽ không cản con nữa. Nữ thần đồng ý ở lại cho đến khi nghe được tín đồ gọi tên. Ở trong làng, có một cặp vợ chồng rất nghèo. Vợ ông ta vì vô sinh đã trở nên trầm cảm. Nhà chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng vợ chồng họ rất thương yêu nhau. Người chồng thấy cơm còn rất ít, nên nhường cho vợ mình. Bà ăn một miếng đi, tôi ăn hồi nãy rồi. Ông đừng nói dối tôi. Từ sáng giờ, tôi thấy ông có ăn gì đâu. Tôi không thể ăn khi chồng tôi còn đang đói. Người chồng cầu xin nữ thần. Xin thần linh, hãy giúp vợ chồng con. Con làm công, sống qua ngày. Vợ của con vì vô sinh mà trở nên buồn rầu. Xin thần linh hãy dẫn đường cho con. Vác Na Phi nghe được lời thỉnh cầu đó. Nữ thần hóa thân thành Durga, gặp người nông dân nghèo trong mơ. Vậy là nữ thần đã nghe được lời cầu nguyện của con. Ta luôn lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh. Khi gặp hoạn nạn, hãy gọi tên ta 3 lần. Ta sẽ giúp ngươi. Nữ thần là ai? Tại sao nữ thần lại mang hóa thân của Durga? Hãy gọi ta là Vác Na Phi. Ta sẽ luôn ở trong hóa thân Durga này để cứu giúp chúng sinh. Người nông dân nghèo gọi tên nữ thần Vác Na Phi. Hoàng hậu tỉnh dậy. Là ai đã gọi tên con gái mình? Chẳng lẽ có người cần con mình giúp hay sao? Vác Na Phi ở đây chưa được một ngày nữa, ta sẽ không để nó đi đâu. Công chúa đến để tạm biệt mẹ mình. Đã đến lúc con phải đi. Có lẽ mẹ đã nghe được người dân gọi tên con rồi phải không? Không, ta làm gì nghe thấy. Không có ai gọi tên con cả.
người nông dân nghèo tỉnh dậy, con thật may mắn khi nằm mơ thấy ngài. Xin hãy nhận tấm lòng của con, hãy thứ lỗi cho mẹ. Mẹ chỉ muốn được ở bên cạnh con gái của mình thôi. Đột nhiên, hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm của hoa lài. Có phải mẹ ngửi thấy mùi hoa lài đúng không? Đó là lời cầu nguyện của người dân. Và hoa lài chính là hoa mà người nông dân nghèo đó dâng lên với lòng biết ơn. Con phải ra đi để giúp đỡ chúng sinh mẹ à. Ta đã hứa với con, khi nào có người cần giúp đỡ thì ta cho con đi. Mẹ đành phải để con đi thôi, sau này con cũng sẽ quay trở về đây đúng không? Một khi con đi, con không thể nào quay lại được. Tại sao con lại không ở đây? Đây là nhà của con mà. Nhà không thể nào xây ở đền thờ. Cuộc sống ở đây khác với con. Con phải ra đi, vì còn rất nhiều người đang đau khổ. Ta sẽ cho con đi, nhưng ta muốn tạm biệt con như một người mẹ đã gả con mình đi lấy chồng. Một người tu mật pháp trong lúc thiền định đã nhìn thấy thái tử Rama gặp nữ thần sóng. Nữ thần đó là ai? Ông ấy đã sai đệ tử của mình đi tìm hiểu về nữ thần sóng. Hiện thân của đức mẹ Durga là ai? Học trò của ông ấy lên đường tìm kiếm. Ông thầy của ta bắt ta tìm nữ thần, nhưng lại không cho ta bất cứ thông tin gì. Ta đành phải dùng mật pháp để tìm. Người học trò dùng mật chú nhưng vẫn không hiện thân. Dưới ngọn lửa, nữ thần thấy làn khói đen bay ra, biết rằng có kẻ nào đó quấy phá. Nữ thần đã trưởng vào ngọn lửa, khiến hắn ta văng ra ngoài. Hôm sau, đồ đệ đến gặp thầy của mình. Ta dặn con tìm hiểu nữ thần sống là ai. Điều đó không có nghĩa là con lợi dụng thần thông. Con phải tự đi tìm, con phải vượt qua nhiệm vụ này. Con xin lỗi thầy, con sẽ tìm nữ thần sống đó. Người đệ tử lên đường tìm kiếm. Hoàng hậu đeo trang sức cho con gái mình như một cô dâu. Con cảm ơn tình thương mà ba mẹ dành cho con, và con sẽ đem tình thương này đến với chúng sinh. Con yên tâm lên đường, đừng lo cho ta, ba mẹ sẽ dõi theo bước chân của con. Hãy lên đường đi con gái, hãy cứu lấy những ai đang gặp hoạn nạn. Nữ thần Vát Na Phi bước chân ra đi. Những dấu chân của con, ta không thể quên. Con mãi là công chúa bé nhỏ của ba mẹ. Vì vô sinh mà vợ của người nông dân nghèo ngày càng mất trí. Bà ấy đã lầm tưởng con người ta thành con của mình. Trả con lại đây cho tôi. Đây là con trai tôi mà. Bà bị mất trí rồi hay sao? Con bà đẻ hồi nào? Người nông dân nghèo đang mua gạo gần đó. Vợ của anh đang chửi bới ở đằng kia kìa. Người chồng chạy đến. Có chuyện gì vậy? Vợ của ông bị điên rồi. Không có con thì cũng đừng bắt con của người ta. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi thấy ông nên chữa trị cho vợ của ông đi. Xin con nuôi cũng được. Chứ cứ như thế này thì vợ ông hết thuốc chữa đó. Bà không nên làm như vậy. Tôi biết bà rất buồn sầu vì không có con, nhưng mà số phận của mình là vậy thì phải chịu thôi. Ông nói đi, có phải vợ chồng mình sống không có phước đức nên ông trời mới không cho mình đứa con, đúng không? Bà, mình ăn ở tốt thì thần linh sẽ phù hộ cho mình thôi. Con tin là đức mẹ luôn nghe được lời cầu nguyện của con. Nữ thần Vát Na Phi mỉm cười. Chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Nữ thần ngồi dưới gốc cây thiền định và biết trước rằng sẽ có người đến quấy nhiễu. Nữ thần đã nói với mọi người, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sao vậy nữ thần? Vì có người sẽ đến đây quấy nhiễu. Chúng ta phải lên đường đến nơi an toàn. Nơi an toàn đó là nơi nào? Là hang động mà ta đã ẩn tu. Nơi đó có ba vị thần hộ pháp cho ta. Còn ở đây âm khí quá nhiều, chúng ta sẽ không chống nổi khi ở đây. Người học trò mật pháp đến gốc cây. Thì ra cô ta đã từng ngồi ở đây. Nữ thần phẫn nộ nhìn về phía hắn. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại đi tu hành, thật là lãng phí. Thân là hành giả mật pháp lại ham mê sắc dục, rồi có ngày ngươi sẽ bị phạt. Nữ thần đi ngang qua ngôi làng. Nơi này không một bóng người. Nơi đây thật khô cằn. Trưởng làng phát lương thực cho người dân. Xin lỗi cô, đồ ăn hôm nay hết rồi. Người mẹ ôm con vào lòng. Con trai tôi đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Người mới đến đây nên không biết, cái làng này đã cạn kiệt lương thực rồi. Đất đai thì khô cằn, mùa màng thất bát, người ta phải bỏ xứ mà đi. Sở dĩ đất đai khô cằn như vậy là vì mọi người đã tàn phá mẹ thiên nhiên, nên đất mẹ thiên nhiên đã khiến nơi đây khô cằn. Để mọi người nhận ra cái sai của mình, chúng ta hãy hiến tế, gửi tấm lòng thành của mình kèm theo lời xin lỗi đến với đất mẹ thiên nhiên. Đất mẹ thiên nhiên sẽ tha thứ cho chúng ta và ban cho nơi này sự sống, và chúng con sẽ không tàn phá thiên nhiên nữa. Chúng con nguyện chăm sóc thiên nhiên như trái tim của mình. Đất mẹ thiên nhiên dường như nghe được lời xin lỗi nên đã tưới mát nơi đây. Đất đai được tươi tốt. Cảm ơn người, người đã giúp dân làng ở đây có được cuộc sống mới. Cô gái đồng trinh khoác lên tấm choàng cà sa cho nữ thần. Xin cho thần biết, ngài tên là gì? Hãy nhớ đến ta với cái tên Vát Na Phi. Người phụ nữ xinh đẹp kia, cô không thể nào thoát khỏi ta đâu.
Nữ thần chuẩn bị lên đường thì hắn ta bước đến, biết rằng hắn đang nghĩ gì. Nữ thần phẫn nộ tỏa hào quang: "Ta không phải người phàm, ngươi sẽ phải chịu tội nghiệp nặng nề nếu như ngươi dám làm hại đến người đắc đạo." Nữ thần đưa hắn ta đến một viễn cảnh, hắn chìm đắm trong viễn cảnh đó. Và khi hắn tỉnh dậy, nữ thần đã đi từ lúc nào không hay. Sau khi giải cứu được Sita, đức vua Rama cử Hanuman đến bảo vệ nữ thần. Để tạ ơn sự giúp đỡ của nữ thần, Hanuman không biết đây có phải là nữ thần hay không, nhìn giống như người phàm, trông không giống như thần. Padmavi mỉm cười và lấy cung tên của ngài Rama. Đó là cung tên của ngài Rama. Vậy thì đúng rồi, đây là nữ thần mà ngài đã cử mình đến bảo vệ. Hanuman đến chào nữ thần: "Thần được cử đến đây để bảo vệ cho người." "Trên đường đến đây, thần rất khát nước. Cách đây không xa, có một hồ nước, ngài hãy uống nước ở hồ đó." "Xin lỗi người, ta chỉ uống nước ở sông Hằng mà thôi. Nếu như nữ thần là thần thì sẽ có thần thông." Padmavi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Hanuman, nên nữ thần đã biến ra nước sông Hằng. Làm sao mà thần tin rằng đây là nước sông Hằng chứ? Nữ thần sông Hằng hiện ra: "Người đã thử nữ thần Padmavi nhiều quá rồi. Xin nữ thần hãy hiện thân, để xóa tan sự nghi ngờ trong mắt của Hanuman." Nữ thần hóa thân thành Durga, ngự trên một con sư tử: "Xin lỗi thần, ta đã nghi ngờ người." "Không sao đâu, ngài là một người trung thành, nên ngài phải bảo vệ đúng người. Người hãy trở về bên cạnh hoàng hậu Sita. Hoàng hậu đang cần ngài giúp đỡ, vì hoàng hậu Sita sắp phải rời khỏi cung điện. Ngài hãy trở về bên cạnh họ đi. Khi nào ta gặp nạn, ta sẽ gọi tên ngài." "Vâng thưa nữ thần." Người nông dân nghèo gặp nữ thần trong mơ. Theo lời dặn của nữ thần, hai vợ chồng mời mọi người đến và phát lương thực cho người dân. Nữ thần nói là chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại, chúng ta phải tạo phước thì mới có con. Nhưng mà gạo thì cũng đã cạn, mình phải đợi chồng mình đem về. Nhưng còn chén dĩa thì chỉ có đủ cho hai vợ chồng thôi, lấy đâu ra mà đãi khách. Padmavi nghe được lời nói kia nên đã xui khiến cho một chân buôn đi ngang qua: "Chị ơi, không biết chị có thể cho tôi xin miếng nước uống có được không? Tôi rất khát." Bãi nhân từ đưa nước cho ông ta uống: "Hình như ông là dân buôn phải không?" "Đúng rồi, tôi bán chén đĩa. Thực ra, hôm nay tôi tổ chức bữa cơm chay cho dân làng. Để tạ ơn nữ thần, tôi có thể mời ông ở lại đây tham gia có được không?" "Được, tôi sẽ góp chén đĩa cho bữa cơm. Cảm ơn ông." Người chồng mời người thầy mật pháp và lặn lội đường xa đến mời đệ tử của ông ấy. "Cảm tạ nữ thần à." "Được, ta sẽ đến dự. Để rồi xem, ta sẽ phá nát bữa cơm đó." Hắn đến dự cơm nhưng lại dẫn theo cả một đạo tràng. "Sao con lại dẫn nhiều người theo như vậy? Chủ nhà chỉ mời mỗi con thôi mà." "Thưa thầy, vì con tiện đường nên đưa họ vào đây luôn. Nhiều người như vậy thì cơm làm sao đủ đây?" Bãi chân đồ ăn lên bàn thờ: "Xin thần hãy phù hộ, con không biết là nhiều người đến vậy. Gạo thì không đủ để nấu, con phải làm sao đây?" Nữ thần hiện ra và ban phước lành cho bãi. Bãi ngước mặt lên, thấy rất nhiều người đến. "Bà tổ chức bữa cơm cảm tạ thần linh, thì chúng tôi cũng muốn góp một tay. Vậy là có lương thực để cho mọi người dùng." Người thầy mật pháp cảm nhận được nữ thần đang hiện diện quanh đây. Ông ấy nhắm mắt lại và thấy nữ thần hóa thân thành Durga. "Cuối cùng thì ta cũng gặp được nữ thần. Vậy là đủ rồi, thần thật biết ơn vì ngài đã xuất hiện." Ông ấy nói rằng ta sẽ lên đường hành hương đến thánh địa và gọi đệ tử của mình cùng đi. "Không, con không đi đâu, con phải gặp cho bằng được một người. Con đang lầm đường lạc lối rồi." Người thầy mật pháp cảnh báo đồ đệ của mình: "Nếu con không quay đầu thì không có đường về đâu." Người thầy lên đường hành hương, hắn ta tức giận, quấy phá bữa tiệc. Tại sao lại không đãi thịt và rượu mà lại đãi đồ chay ở đây? "Vì đây là bữa tiệc cảm tạ, nên tôi phải nấu thức ăn chay." Nữ thần phẫn nộ: "Ta không thể để ngươi quấy phá nơi này." Padmavi bước chân ra đi, hắn nhìn thấy và đuổi theo nàng: "Đứng lại đó, nàng không thể nào thoát khỏi tay ta đâu." Bỗng nhiên, hắn không còn thấy nữ thần đâu nữa. Người thầy của hắn xuất hiện: "Con đã đi sai đường lỡ bước rồi, hãy quay đầu lại đi, con phải đi cùng với ta." "Không, ta không bao giờ bỏ cuộc, ta phải có được nàng ta." "Ngươi không còn là học trò ngoan hiền của ta nữa rồi, ngươi đã ngập chìm trong dục vọng. Thực ra, ta theo học mật pháp chỉ vì muốn có thần thông mà thôi. Bây giờ ta đã có rồi, ta không cần đến ông nữa. Thân là một hành giả mật pháp mà lại hành xử như vậy hay sao? Từ bây giờ trở đi, đừng gọi ta là môn đệ nữa. Ta không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào từ ông hết." "Thôi được, nếu như con từ mặt người thầy này thì ta cũng không giữ con lại làm gì. Ta chỉ khuyên con phải biết phân biệt đúng sai và phải biết quay đầu lại. Con hãy nhớ kỹ lời dạy cuối cùng của ta." Người thầy tạm biệt môn đệ và lên đường hành hương đến thánh địa. Padmavi cuối cùng cũng đến được hang động nơi mà mình đã ẩn tu. Nàng gọi tên Hanuman. Nghe được tiếng gọi, ngài Hanuman bay đến.
người đã gọi thần. Chờ thì ta phải ẩn tu trong hang động này 9 tháng, nhưng có kẻ đang quấy nhiễu ta. Xin ngài hãy hộ pháp cho ta trong thời gian này. Nàng vào trong hang động và nhập thất ở đó. Ngài Hanuman bảo hộ bên ngoài. Hắn nhắm mắt lại và thấy nữ thần đang ở trong hang động. Cuối cùng thì ta cũng biết nàng ở đâu. Đêm nay nàng sẽ là của ta. Hắn bước chân đến. Chào người, ta là Hanuman. Còn người là ai? Ta là một người thân cận của thần Shiva. Và ta là người thân của Vagnavi. Hãy nhường đường cho ta vào hang động này. Ngài Hanuman nghi ngờ hắn nên đã từ chối. Xin lỗi người, cho dù người có thân với ai đi chăng nữa thì người cũng không được bước chân vào. Ta đã được lệnh bảo hộ nơi này. Nếu người muốn gặp, hãy quay lại đây sau khi nữ thần nhập thất xong. Ngươi dám ngăn cản ta sao? Hắn tức giận phá hủy hang động. Hắn khai thông bảy luân xa, tiếp nhận thần thông. Ngươi không biết ta là ai đâu. Ta là một hành giả mật pháp, và ta có được tất cả thần thông. Ngươi không nên tự cao, tự đại vì thần thông của mình. Đó là thành quả mà ngươi đã tu hành rất lâu mới tiếp nhận được. Nếu như ngươi dùng thần thông cho những việc ác thì ngươi phải trả nghiệp. Ngươi hãy quay đầu lại đi. Hắn không chịu dừng lại. Ngài Hanuman nhất quyết trung thành và bảo vệ nữ thần đến cùng. Trong hang động, nữ thần vẫn đang thiền định. Cuộc chiến diễn ra suốt 9 tháng. Ngày cuối cùng của tháng 9, nữ thần nhập thất xong. Người phẫn nộ, mở mắt ra và hóa thân thành Durga, xuất hiện trước mặt tên hành giả kia. Ngươi đã lạm dụng thần thông của mình, xúc phạm người thầy của ngươi và quấy phá công đức của vợ chồng nghèo. Cuối cùng thì ngươi ra tay với thần hộ pháp. Ngươi là vết nhơ của mật pháp, và ngươi không xứng đáng là một hành giả mật pháp. Vì nàng quá xinh đẹp, và một người đẹp như nàng đi tu hành thì thật là uổng tiếc. Nàng phải là của ta, ngay cả ta mà ngươi dám nổi lên dục vọng. Vậy thì tất cả những người phụ nữ khác, ngươi còn làm ra điều gì nữa? Tất nhiên, họ đều qua tay của ta cả. Im ngay cho ta, ngươi đã làm hại biết bao nhiêu người phụ nữ. Ngày hôm nay, ngươi không biết hối cải thì chính tay ta sẽ trừng phạt ngươi. Nữ thần trừng phạt hắn. Nhưng vì hắn có phép thần thông nên chỉ có thể thiêu rụi, hắn mới chết hoàn toàn. Thần Shiva hiện ra, ta sẽ hủy diệt cái ác nghiệp của hắn. Nếu như ngài thiêu rụi hắn ta, thì ngài hãy thiêu rụi thần đi. Vì chúng sinh đã gọi thần là đức mẹ, nên tội lỗi này thuộc về ta. Ngài thiêu hắn, thì hãy thiêu rụi người mẹ này. Thần đã cảnh cáo đứa con của mình nhiều lần, nhưng nó lại không chịu quay đầu. Thần là mẹ của chúng sinh, cho dù đứa con có ác đến đâu, người mẹ cũng không thể nào bỏ được. Thần Shiva tha cho hắn. Cuối cùng thì hắn ta cũng sám hối. Nữ thần thật vĩ đại, xin hãy để thần gọi người là mẹ. Người nói đúng, thần đã xúc phạm thầy của mình, đã ngạo mạn vì thần thông, thậm chí thần còn làm hại đến người phụ nữ. Thần phải chịu nghiệp của mình. Ngài hãy hủy diệt thần đi, để thần bị đì xuống dưới địa ngục, trả giá cho nghiệp của mình. Nữ thần nói, ngươi đã sám hối bằng cả trái tim. Một người biết hối cải thì không cần phải trừng phạt nữa. Sở dĩ thần bị lầm đường lạc lối như ngày hôm nay, vì thần sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, không ai dạy thần cả, thần phải tự mưu sinh từ nhỏ. Ngày hôm nay, nữ thần nhận thần làm con. Thần thật là có lỗi. Ta nghĩ rằng, nếu như ngươi được sinh ra có ba có mẹ như bao người, và có được một gia đình dạy dỗ như bao người, thì ngày hôm nay, ngươi sẽ không như bây giờ. Một người ác cũng có nguyên nhân của nó. Nếu như không ai cho ngươi tình thương, thì ta sẽ cho ngươi lòng từ bi của ta. Nữ thần ban cho hắn sự sống. Nếu như ai đến hành hương ta mà không nhớ đến ngươi, thì xem như cuộc hành hương đó trở nên vô nghĩa. Chúng sinh sẽ lạy tạ ngươi trước khi hành hương ta, và sẽ nhớ đến ngươi với những lời sám hối, và tự nhắc nhở bản thân mình phải sám hối với những việc làm sai trái mà mình đã tạo ra. Ta sẽ tha thứ cho những ai thành tâm hối cải, vì con người luôn luôn chìm đắm trong ác nghiệp. Tạ ơn nữ thần. Hắn biến mình thành một hòn đá, nguyện canh giữ hang động, bảo vệ cho nữ thần. Nhiều năm trôi qua, hai vợ chồng nông dân nghèo trở nên khá giả hơn trước, và bà ấy cũng được làm mẹ. Hai vợ chồng mang ơn nữ thần, nên nguyện cả đời mình sẽ thờ phụng nữ thần mãi mãi. Cô gái năm xưa khoác tấm cà sa cho nữ thần. Cô ấy có tên là Bhakti. Mẹ, hôm nay em trai mình sẽ trở về, con sẽ làm bánh la đô cho nó. Còn nhớ khi xưa nó đói quá, đã trộn bánh la đô của bà La Môn. Bánh đó còn chưa kịp thắp nhang nữa, nó đã lấy rồi. Cuối cùng thì được công chúa cho bánh la đô siêu bự. Con trai bà đâu, có chuyện gì vậy? Con trai của bà ăn cắp vàng của cậu chủ. Hai mẹ con bị lôi đến đó. Con trai của bà ôm một đống vàng nhà tôi bỏ trốn rồi. Bà muốn tôi cho nó vào ngục không? Bà mau khai ra, nó đang ở đâu? Tôi không biết con trai tôi ở đâu hết. Xin cậu chủ hãy tìm hiểu kỹ đi. Chứ số vàng lớn như vậy, nó không dám lấy đâu. Tao không cần biết. Mày phải kiếm em trai của mày về đây cho tao. Còn không thì mẹ của mày phải làm công trừ nợ cho tao. Không biết phải làm gì để cứu mẹ, Bhakti đã cầu xin đức mẹ. Xin đức mẹ, hãy cho con biết con phải làm gì đây. Nữ thần nhắm mắt lại và biết được toàn bộ sự việc.
ngươi đã đi đúng đường rồi, giờ chỉ cần đi vài dặm về hướng bắc, nơi đó có một bà già, và bà ấy sẽ cho ngươi biết em trai mình đang ở đâu. Vợ chồng nông dân nói rằng, hãy để con trai tôi đi cùng, vì dù sao một mình cô đi rất nguy hiểm. Bác Ti cùng cậu bé lên đường đi về hướng bắc. Đúng như những lời nữ thần nói, nơi ấy có một bà già. Bà ấy nói, khi đó tôi gặp em trai cô ở ngôi làng ở phía sau núi. Băng qua khu rừng này là tới. Bác Ti cùng cậu bé băng qua khu rừng. Chú ơi, chú có biết ngôi làng ở phía sau núi hay không? Tôi không biết. Hãy đi hỏi người khác đi. Bác Ti hỏi người khác, nhưng không ai dám trả lời. May mắn thay, một người đàn ông nói cho cô biết. Cái làng đó là cái làng bỏ hoang. Không ai dám bước chân đến đó. Ai mà đến đó sẽ bị bọn cướp giết chết. Bọn chúng ra tay rất tàn nhẫn. Cậu bé khóc, em không đi nữa đâu, em không muốn chết. Mấy người đó ghê quá à. Cô gái năn nỉ, em phải dũng cảm lên chứ, đừng có để người ta hù. Hai chị em lại tiếp tục lên đường, bước chân vào ngôi làng bỏ hoang đó. Em thấy sợ quá chị ơi. Không có gì đâu mà sợ. Hai người dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi nhà hoang. Hai tên cướp đã đánh hơi được hai chị em. Tiếng bước chân, hình như có người. Em sợ quá chị ơi. Hai người núp sau cái thùng. Tên cướp bước chân đến. Hai chị em cầu nguyện Đức Mẹ Durga. Nam Mô Durga, Nam Mô Durga, xin Đức Mẹ hãy cứu con. Tiếng kêu vang vọng từ xa. Hai tên cướp nghe được tiếng cầm của sư tử, con sư tử của nữ thần lao đến, khiến hai tên kia bỏ chạy. Hai chị em nhanh chân chạy thoát. Nhìn kìa chị, ở đằng kia có một ngôi nhà, mình vào đó xin cơm đi. Em đói quá, nhưng đây là ngôi làng bỏ hoang, làm gì có người. Bỗng nhiên, một người đàn ông bước ra và mời hai chị em vào trong ẩn nấp. Ở đây nhiều cướp lắm, cũng may là hai con không có bị gì. Ông ấy cho hai chị em ăn. Tụi con không biết đâu, cái làng này cướp nhiều quá, người ta phải bỏ xứ mà đi. Rồi từ từ, cái làng này không còn một ai. Còn ông mà. Không, ta không phải là dân làng này, ta là cướp. Hai chị em hốt hoảng. Thì ra, trong đồ ăn có tẩm thuốc mê. Làm gì trên đời này, có ai tốt bụng cho không tụi bay. Hai chị em bị đưa đến băng cướp. Mẹ của bác Ti làm công trừ nợ cho cậu chủ. Em trai của cậu thấy tội nghiệp nên đã lén đưa bánh la đô cho bà ấy. Mày tính cho bà ăn hả? Có mấy cái bánh thôi, anh cũng không cho người ta ăn nữa. Anh ác vừa thôi. Mày gan quá ha. Cậu chủ gọi mẹ mình ra. Mẹ nghĩ sao khi con trai của mẹ đem của cải gia đình mình cho người ăn, kẻ ở, mà lại cho gia đình của cái thằng ăn cắp vàng nhà mình nữa chứ? Đợi khi ba đi buôn trở về, ta sẽ nói cho ổng biết. Con trai của ổng tiếp tay cho nó. Còn bà nữa, chồng của bà khi còn sống thì là trộm cướp, lừa đảo nguyên cả một cái làng. Vậy mà không hiểu sao người ta lại đi thắp đèn tha thứ cho ổng nữa. Con trai của bà cũng vậy thôi, cũng giống ba nó ăn cắp vàng nhà này. Con gái của bà thì giờ này đang lang thang trong rừng. Không chừng nó bị thổ phỉ giết rồi cũng nên. Vì vậy bà phải làm người ở để trừ nợ, có biết chưa? Tôi cho bà 3 tiếng, bà không xây hết đống gạo này thì đừng hòng mà ăn cơm. Người mẹ ngăn cản. Nếu có bà ở đây, bà có dám cản tôi không? Bà chủ buông tay ra. Bà ấy cố gắng xây gạo. Em trai của cậu chủ đến giúp bà ấy xây gạo. Bà ấy lấy đất nặng thành tượng. Cầu xin Đức Mẹ Durga hãy cứu giúp gia đình con. Con thật có lỗi khi không có bánh trái gì để cúng người. Nữ thần mỉm cười. Đột nhiên từ xa có tiếng sao. Ai mua trái cây không? Trái cây tươi đây. Người bán trái cây vấp một cục đá, làm rớt trái táo xuống đất. Mình phải mua trái cây để cúng nữ thần. Bà ấy kêu người bán trái cây dừng lại. Nhưng ông ấy không nghe. Ông làm rớt trái cây nè. Ông ấy bỏ đi. Bà ấy nhặt lên. Có lẽ đây là do Đức Mẹ ban cho mình. Con chỉ có trái táo này thôi. Xin ngài hãy nhận lấy tấm lòng thành này. Trong hang động, nữ thần mỉm cười và ban phước lành cho bà ấy. Bác Ti và cậu bé bị nhốt trong băng cướp. Bỗng nhiên một tấm choàng cà sa rơi xuống. Đây là tấm choàng cà sa. Mình đã đưa nó cho em trai để lên đường bình an. Nó ở đây, vậy là em trai mình cũng bị nhốt ở đây. Chị tìm ra cách rồi. Ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt. Nếu gieo nhân tốt thì sẽ gặp được quả tốt. Nhân lúc mọi người ngủ say, hai chị em được đoàn tụ. Nhưng nếu bây giờ em về, cậu chủ sẽ giết em mất. Cậu chủ nói em ăn cắp tiền vàng của ông chủ bỏ trốn. Không có đâu chị, em không có ăn cắp. Hôm đó, cậu chủ lấy tiền của ông chủ, rồi đến ngôi làng hoang. Đánh bạc, đánh một lúc, thua xà túi. Cậu chủ đã bỏ em lại. Em không biết gì hết, cậu chủ đổ tội cho em đó chị. Vậy mình phải về, kể hết mọi chuyện cho ông chủ biết. Mày tính chạy đi đâu? Tao sẽ giết em trai mày, rồi bán mày làm ca kỹ. Tôi xin ông, hai chị em tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi. Xin ông tha cho chị em tôi. Bác Na Phi nói với hai vợ chồng nông dân. Các con có biết tại sao hắn ta lại ác như vậy hay không? Giết chết cả một ngôi làng. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Khi còn nhỏ, tên cướp đó sống cùng với mẹ của mình. Nhà nghèo, không có ăn, mà mẹ mình bị bệnh. Mẹ, cái làng này không có tình người. Con xin cơm người ta cũng không cho. Thấy mẹ mình bệnh nặng, nên thằng nhỏ đành phải trộm gạo. Dân làng phát hiện nó ăn cắp,
Tha cho con đi chú ơi, mẹ con đói lắm rồi. Cái thằng này nó ghê lắm, mới bấy lớn mà đã ăn cắp rồi. Cả làng trói cậu bé lại, đến khi trời tối mới thả nó đi. Nhưng mà người mẹ chờ không nổi nên đã chết đói. Từ đó thằng nhỏ hận cả ngôi làng. Sau này lớn khôn, nó giết hết người dân trong làng. Hắn giết chết người em trai của bác Ti. Trong lúc ra tay, đột nhiên hắn ngước mặt lên, thấy người mẹ đã chết của mình. Mẹ, cuối cùng thì con cũng nhìn thấy mẹ rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ luôn luôn dõi theo con. Những việc làm sai trái của con, mẹ đều thấy hết. Hồi nhỏ, con là một đứa con ngoan. Ta không ngờ con lại thành ra như vậy. Nếu con còn xem ta là một người mẹ, thì hãy quay đầu lại đi. Linh hồn người mẹ biến mất, con biết sai rồi, con sẽ làm lại từ đầu. Con không bao giờ hại ai nữa, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Đức mẹ Duga hiện ra. Con trai, con đã biết mình sai, và mẹ của con cũng đã thứ lỗi cho con rồi. Nhưng mà con tội nghiệp nặng nề, không đáng được tha thứ. Nếu như ai hối hận từ tận đáy lòng, thì người đó sẽ được tha thứ. Hãy làm lại cuộc đời mình để giúp người và giúp mình. Ông ta trả lại tiền của cậu chủ cho hai chị em. Bác Ti đưa túi tiền lại cho ông chủ. Gia đình được minh oan. Bác Ti cưới con trai khờ của ông chủ. Cô lén thờ nữ thần và bị ông chủ phát hiện. Ai cho thờ cúng ở đây? Còn bác Ti đã là dâu nhà này thì nó phải biết nghe lời. Từ xưa đến giờ, tao không cho phép ai thờ cái gì ở đây hết, biết chưa? Người chồng khờ của bác Ti nhận tội thay cho cô. Mày dám binh con vợ của mày hả? Mày không xem ba mày ra gì? Ông ấy đánh con trai khờ của mình. Và cậu chủ lấy bức tượng đi. Ông ba chồng đốt bức tượng của nữ thần. Hai vợ chồng tụi bay bị nhốt trong kho này. Từ bây giờ, tao không còn là cha của thằng khờ như mày nữa, biết chưa? Tại sao mình lại lấy phải người con khờ của ông chủ chứ? Số mình thật khổ. Nữ thần hiện ra. Nếu như không thay đổi được hoàn cảnh thì mình phải chấp nhận nó thôi con ạ. Mình cứ ở hiền thì mình sẽ gặp lành thôi. Con luôn trách móc tại sao phải lấy trúng một kẻ khờ. Nhưng có bao giờ con tự hỏi liệu người thông minh, giàu sang có chịu lấy mình không? Tuy nó không được trí tuệ, nhưng chàng ta rất thương con và chung thủy với con. Vì con mà chịu khổ, hãy thương chồng của con như trái tim của mình vậy. Rồi trời cao sẽ ăn bày. Con không hiểu làm sao mà người ta có thể đốt bức tượng như vậy được. Vì bản tính ngạo mạn của họ, con không cần phải đến đền thờ, cũng chẳng cần thờ phụng ta. Chỉ cần trong tim con có ta là được. Nữ thần biến mất. Bác Ti chấp nhận số phận và yêu thương chồng mình bằng cả trái tim. Trời cao thương xót khiến bác Ti tìm ra phương thuốc chữa trị cho chồng. Người chồng khờ của bác Ti thông minh hơn trước. Ông chủ bị dân làng ghét nên trói vào gốc cây. Lúc này có con trâu lao đến. Người chồng của bác Ti đến đỡ cho ba của mình. Ba, bác Ti mở mắt ra. Nữ thần Vát Na Phi đã cảm hóa con trâu ấy. Xin nữ thần hãy thứ lỗi cho con. Con đã đốt cháy bức tượng của người, vậy mà người lại cứu con. Lòng từ bi của người vĩ đại như một người mẹ. Con xin tạ tội trước đôi chân của người. Các con gọi ta là Đức Mẹ. Thì một người mẹ, cho dù con của mình có làm sai trái đến mấy, sâu từ tận đáy lòng, người mẹ luôn tha thứ tội cho con của mình. Đứng dậy đi con trai, ta đã tha thứ cho con từ lâu rồi. Con người ta, ai cũng có quyền được thờ phụng. Đó là niềm tin của họ khi rơi vào hoạn nạn. Ngươi không nên dập tắt niềm tin của người khác. Dù là thần hay là thánh, thì cũng muốn chúng sinh được hạnh phúc. Vì vậy đừng nên phân biệt làm gì. Nữ thần biến mất. Từ đó ông chủ không còn ghét vợ chồng bác Ti nữa. Trong làng, có một đứa trẻ bị mẹ kế nhốt. Mẹ tha cho con đi, con không dám nữa. Mày mà dám mét ba, thì đừng trách tao. Ba mày đi buôn về, mà mày mách lẻo, thì tao sẽ đánh mày chết, mày biết chưa? Dạ, đi nấu đồ ăn cho tao, nhanh lên. Cô bé đem thức ăn lên, nhưng lỡ tay làm rơi ly nước. Con kia, mày biết làm đổ bể là xui lắm không? Con xin lỗi mẹ. Mày tối ngày khóc hoài. Mày tính trù tao hả? Tao đang có bầu mày biết không? Đồ quỷ cái, mày đừng làm tao bực bội. Cô bé chạy ra ngoài khóc. Ước gì ba về, ba sẽ biết được mẹ kẻ đối xử với con như thế nào. Ước gì mẹ mình còn sống, mẹ sẽ thương mình hơn mẹ kẻ. Con nhớ mẹ. Nữ thần xoa dịu nỗi buồn của cô bé. Cô là ai? Ta là bạn của mẹ con. Mẹ con sau khi mất đã nhờ ta quan tâm con. Con đang chờ ba đi buôn về, con sẽ kể hết sự thật cho ba nghe. Ba của con nhất định sẽ về, hãy giữ lấy tấm cà sa này. Mỗi khi hoạn nạn, con hãy gọi tên ta. Ta sẽ giúp đỡ con. Cô bé bị mẹ kẻ phát hiện. Cái gì đây? Dạ, là tấm cà sa mà người thân của mẹ con tặng. Mẹ mày chết lâu rồi, bà con gì, dẹp hết đi. Mẹ kẻ xé tấm choàng cà sa. Bỗng nhiên một ngọn gió lớn thổi bay mất choàng đi. Người ba thấy một cô bé khóc. Sao con bé đó giống con gái của mình quá vậy? Nhưng giờ này nó đang ở nhà mà. Tấm choàng đáp xuống người ba. Con bé mới nãy đâu tôi? Nữ thần xuất hiện với thân phận là một người tu hạnh. Ông có nhớ con gái mình khi thấy con bé kia khóc hay không? Con gái ông đã nhờ ta nhắn lại.
nó rất buồn và nhớ ba. Hãy sắp xếp công việc rồi trở về bên cạnh con mình đi. Cô ta nói vậy là sao? Ông ấy lo lắng trở về nhà và hỏi con gái mình đâu. Ông đi buôn tuần sau mới về mà. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Con bé đâu rồi? Sao tôi không thấy nó? Ông cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi sẽ gọi nó đến. Ba mày về rồi đó. Mày mà mách lẻo với ổng thì tao sẽ đánh mày chết. Mày nên nhớ là ổng đi buôn không lại cái nhà này, chỉ có tao với mày thôi. Đừng có mà tái phạm. Con gái tôi đã làm gì sai? Sao bà lại mắng nó? À không, vì con bé không biết làm việc nhà nên em chỉ dạy nó thôi. Dù gì con gái cũng lớn rồi, phải biết làm việc nhà, để sau này còn lấy chồng nữa. Đi thôi, lên nhà trên, ba cho con xem món quà này. Không biết nó có mét ba nó không nữa. Thấy con gái mình buồn, ông ấy hỏi nhỏ, ở nhà có chuyện gì vậy? Con đừng sợ gì hết, cứ kể thiệt với ba đi. Ba ơi, mẹ. Đột nhiên, người mẹ kế bước đến. Hai cha con ăn chút gì đi. Con gái, con vào phòng lấy quà trong túi sách của ba đi. Cảm ơn bà đã lo cho con tôi trong lúc tôi đi làm xa. Mẹ của nó cũng mất rồi nên tôi nhờ bà nuôi dạy nó giùm tôi. Mình là vợ chồng mà. Ông đừng lo, tôi sẽ thương nó như con ruột. Từ nay về sau, tôi sẽ buôn bán ở đây, không đi làm xa nữa. Sáng hôm sau, khi ba đi vắng, mẹ kế đánh cô bé. Mày mách lẻo với ba mày chứ gì? Khi không ổng lại bỏ đi buôn. Mày biết mỗi lần đi buôn kiếm được biết bao nhiêu tiền không? Vết thương của cô bé in hằn lên da thịt của đứa mẹ Duga. Đột nhiên, người mẹ kế không cử động được. Người mẹ kế ném cây roi, bà ấy bỏ đi. Cô bé thấy choáng váng và ngất xỉu. Người đã đỡ cô bé, đã không cho con bé tình thương thì cũng đừng nên làm nó đau như vậy. Con gái, con đã chịu rất nhiều cực khổ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Nhưng lúc người chồng đi vắng, mẹ kế đã bắn cô bé đi. Con bé tháo chạy, mẹ kẻ chạy theo. Không may trượt chân té, bà ấy ôm cái thai đau đớn. Người chồng trở về và nghe theo lời vợ. Con của anh không xem em là mẹ, nó cãi lời em. Nó nói rằng anh thương đứa con của chúng ta hơn nó, nên con gái anh đã xô em ngã. Tại sao con lại làm vậy hả? Con không có làm. Người ta đã nuôi con như con ruột, vậy mà con đối xử như vậy sao? Mẹ kẻ cũng là mẹ mà. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt của mày nữa. Đồ mất dạy. Cô bé chạy ra ngoài khóc. Mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Người rơi nước mắt. Nữ thần xuất hiện và ôm cô bé vào lòng. Cô ơi, ba con không còn thương con nữa. Con gái à, ba mẹ luôn thương yêu con của mình. Chẳng qua là vì hoàn cảnh mà thôi. Ta tin là ba của con sẽ hiểu ra sự thật mà thôi. Đừng khóc nữa con gái. Không ai cho con được tình thương thì ta sẽ cho con trái tim của người mẹ này. Ngủ đi con, sau khi con thức dậy, con sẽ quên hết mọi đau khổ. Con bé không chịu đựng nổi người mẹ kế nên đã chạy vào rừng gọi tên nữ thần. Cô ơi, cô ở đâu? Cô Bác Navi ơi. Cô bé vấp chân, ngã xuống vực sâu. Bàn tay của một người mẹ nâng đỡ con mình. Người xoa dịu trái tim cô bé. Con bé tỉnh lại. Cô ơi, con tưởng là mình chết rồi chứ. Ở hiền thì gặp lành, con sống tốt thì sẽ gặp điều tốt. Người ba đi làm. Lúc này, người mẹ kế đột nhiên bị đau bụng. Bà ấy đau đớn. Con sẽ đưa mẹ đến thầy y. Ta không thể nào đi được. Con bé vội vàng lấy tấm choàng cà sa buộc vào tay mẹ kế. Cầu mong đức mẹ Duga hãy cứu mẹ của con. Bà ấy bàng hoàng nhận ra người mà mình đã đánh đập lại đi cứu mình. Có ai không cứu mẹ của con với? Nữ thần xuất hiện ở trước cửa nhà. Cô ơi, cô cứu mẹ của con đi. Bà ấy sẽ chết mất. Tại sao ta phải cứu bà ấy? Cô ơi, con đã mất mẹ một lần rồi. Con không muốn mất mẹ lần nữa. Nữ thần lau nước mắt. Bà ấy không sao đâu. Người mẹ kế mở mắt dậy và thấy Vác Na Phi bồng con mình. Con bé đã trao cho cô một chữ mẹ. Thì hãy xem con bé như con ruột của mình. Không phải con cô đẻ ra nên cô không biết xót phải không? Ta hy vọng đứa bé này sẽ khiến cho cô biết tình mẫu tử là gì. Cô hãy đem nó đi đi, ta không xứng đáng làm mẹ. Cô nói đúng, không phải con ta đẻ ra nên ta không biết xót. Ta đã đánh con riêng của chồng không thương tiếc. Thậm chí ta còn định bán nó đi. Bà ấy quay lại nhưng Vác Na Phi đã biến mất. Bà ấy hốt hoảng khi thấy chồng mình đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Bà dám đối xử với con gái tôi như vậy sao? Tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà. Tôi biết lỗi của mình là rất nặng. Tôi sẵn sàng ra đi. Ba ơi, con đã mất mẹ một lần. Và con không muốn em trai mình phải mất ba. Một người biết sai thì không cần phải trừng phạt họ nữa. Hãy thứ lỗi cho người mẹ như ta. Vì cuộc sống, mẹ đã đánh mất đi tình thương của mình. Cô bé thứ lỗi cho mẹ kế. Và ông ấy cũng tha lỗi cho vợ của mình. Các con có nhận ra được điều gì hay không? Đó là một kẻ ác nhất trên đời cũng có nguyên nhân chính đáng vì sao mà họ trở nên ác nghiệp như vậy. Là vì họ không có được tình thương. Con người chúng ta, ai cũng được sinh ra từ ba mẹ.
và được nuôi dưỡng trong tình thương với lời dạy bảo. Nhưng có những đứa bé đã trở thành trẻ mồ côi. Những đứa bé ấy không có được tình thương quý giá này. Ta yêu cầu các con hãy cho những đứa trẻ mồ côi có được tình thương yêu. Đừng để sau này nó phải đi sai đường lỡ bước. Vì con người chúng ta ai cũng có tình người. Hãy trao tình người cho những ai đang thiếu vắng tình thương. Hãy trao cho đứa trẻ ấy một tình thương của người mẹ. Ta sẽ luôn ở bên các con mỗi khi con rơi vào hoạn nạn. Hãy nhớ đến ta như một người mẹ để không có đứa trẻ nào thiếu vắng tình thương. Hãy tha thứ cho những ai biết quay đầu, như một người mẹ tha lỗi cho con. Các con đã tôn thờ Đức Mẹ Durga thì hãy quý trọng người mẹ của mình như cái cách mà các con đã quý trọng ta. Chính người mẹ của mình mới là vị thần sống. Vì không có mẹ là không có ta. Nữ thần nguyện ở lại trần gian để cứu giúp chúng sinh. Ta sẽ không thành thần nếu như chúng sinh còn đang đau khổ. Ta sẽ không đến cõi thiên khi các con ta còn đang khóc. Sức mạnh của nữ thần hòa thành ba hòn đá được thờ trong hang động Trikuta cho đến ngày nay. Hôm nay, đoàn làm phim chúng tôi vinh dự được hành hương đến hang động của nữ thần vĩ đại. Trước khi vào hang động, chúng con xin sám hối trước hòn đá canh giữ hang động của Đức Mẹ. Vào trong hang động, chúng con cảm nhận được lòng từ bi của một người mẹ, người mẹ Durga. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh mình nhé. समन्विताम् त्रिशूलं दक्षिणे धेयं खड्गं चक्रं क्रमादथ नमो दुर्गे 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 Jai Jai Hey Mahisha.
ध्येयं खड्गं च चक्रमादथ नमो दुर्गे 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 सर्वाप्रसादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी